Ui rồi, viên nữa, viên nữa. Thằng này là cho không kịp nhảy dù luôn, không kịp nhảy dù luôn này. Không phải phải cho cái hành động kiểu quăng dây ấy. Đây đây. Tèo 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 tèo. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo. Shop sikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. What's up 500 anh em, xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Lời đầu tiên thì Kẹo xin chúc anh em cuối tuần vui vẻ nhá. Tóc tốt quá hay không ạ? Tranh thủ xem như nào đi cắt tóc cái nhá. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục đó là cửa hàng như ý. Yo, thế anh em bảo là cái bộ trang phục này đang rất là hot nên mình cũng muốn thử xem. Ngoài ra thì cây súng M60 chúng ta sẽ có chỉ số đó là tăng 2 tầm xa, tăng 1 sát thương và giảm đi 1 tốc độ thay đạn. Mình cảm thấy mình không thích lắm không ạ. Tôi chỉ thích mấy cây súng mà tăng tốc bắn với lại tăng sát thương thôi. Chỉ số cây này không đủ hấp dẫn. Thế thì cái bộ trang phục này này thần tượng giới trẻ à? Ê, tôi cũng muốn làm thần tượng giới trẻ. Quất luôn. Ôi cái này chơi sao nhỉ? Tỷ lệ cao, tỷ lệ trung bình cao, tỷ lệ trung bình. À, các ông phải quay một lượt để các ông mới mở được cái cấp tiếp theo. Wow, chúng gì đây? Lại quy đổi mảnh không ạ? 5 đĩa nhạc à? Yo, chơi cái này đi. Không biết là bao nhiêu đĩa thì mới đổi được cái bộ trang phục nhỉ? Quy đổi xem nào. Anh em, ui, ở đây nó có nhiều thứ cho anh em quy đổi vãi ra ấy mọi người ơi. Tức là có cả hành động rồi là cái này này, MP40 này, rồi là đổi hộp súng Ska thần tình yêu này. Ui, skin xe cũng được luôn này. À, tức là ấy, cái này chỉ là cái phần thưởng quy đổi thôi. Còn các ông ở ngoài là các ông phải quất được cái bộ trang phục này luôn cơ. Đủ. Hơi căng. Quất cái này đi. Có ra không đây? À, nó sẽ lựa chọn. Rồi. Ở cái mốc này là 20% cơ hội trúng thưởng. Thế thì lên trên phát nữa là tầm khoảng 33,33% nữa nhá, 299 này. Tốn kim cương phết công ạ, công đừng đùa. Vỗ tay. Yes. Tuyệt vời ông ạ trời. Thế là công nhận là tôi chơi cũng khá là hên công ạ. Công lấy cái này là 300 kim cương cộng 100 kim cương này, cộng với 50 kim cương. Tức là 450 kim cương, chưa đến cơ, nhưng mà sở hữu được cái bộ trang phục này. Ôi rẻ nhở. Thế thì anh em còn chần chừ gì nữa, vào cửa hàng như ý trong game Free Fire và chiến thôi nào. Bộ trang phục thần tượng đủ má, chất chơi người rời luôn. À, đấy rồi, tin nhắn này, nhấn vào. Đúng không? Gói thần tượng giới trẻ. Yolo. Phê nha. Xịn luôn không ạ. Ui, kiểu cái bộ trang phục này đẹp ngầu vãi mà nó lại rẻ chứ công. Thôi. Alok đéo hợp lắm công ạ. Alok nó có cái râu này trông có vẻ kiểu không hợp, nhưng mà kệ miệng đi công ạ. Có râu kiểu trông nó già dặn đấy. Còn bây giờ thì chiến thôi nào. Ấy, à mà bạn nào chưa like video thì nhớ là nhấn nút like video. Đó, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hôm nay cái mốt nó lại quay trở lại, đó là mốt đầu to. Chơi nha, chơi cái này là hơi bị vui nè. À, cái này ấy, cái này là chơi chế độ đầu to nó tính 40 mạng anh em ạ. Team nào mà hoàn thành xong 40 mạng trước là win. Hoặc là nếu như kiểu kết thúc thời gian ấy, kết thúc thời gian mà team nào có nhiều cái điểm kill hơn thì sẽ win thôi. Chế độ này là một chế độ giải trí của chơi nhưng vui vui ấy. Đầu to thì mặc định là các ông vào game nó sẽ có súng trước cho các ông nhá. Ngoài ra thì chúng ta có thể kiểu lượm thêm súng được mà, lo gì. Kiếm địch thôi. Nguyên cái khu này còn mỗi team tôi nhảy, chả thấy team nào nhảy nữa đâu. À, đây. Đâu nhỉ? Nó chạy đâu rồi người anh em? Đuổi theo nó đi, đừng để nó sống làm gì cả. Em nó rơi vào đây, coi như nó rơi vào động bàn tơ của team tôi không ạ. Nguyên team squad đây, thằng bé không tắt điện mới lạ. Ui, đúng má, thằng nào ghê vậy ta. Em xin giơ tay giúp tôi thôi. Đủ, mày được lắm. Ui,
tôi kiểu tôi bị cuồng ấy, ném quả lựu vãi cả trường. Rồi rồi công ạ. Được rồi, tôi sẽ trả thù lại cho những người anh em ở đây. Sao để nó ở trên này? Đấy. Má để đều nằm trên này này. Mày này. Thằng này láo. Trên này còn người không này? Đâu ta? Đây đúng không? Từ từ. Qua luôn. Tôi còn chưa có kill nào. Ôi nhìn thằng đồng đội tôi đầu to phết kìa. Đủ má mày. Tuổi. Chạy đi em ơi. Tuổi. Đúng rồi, nằm xuống. Gạt luôn. Đấy công ấy chưa? Công càng ăn mạng đầu cũng càng to nhá. Chơi thế nó mới hay. Ui đủ má. Cái đéo gì đấy? Cái đéo gì đấy? Ui dồi ôi. Tuổi. Chơi với team của anh nhá. Tuổi gì? Ui đúng không? Ghê vãi, kiểu đầu mình to xong rồi dễ bắn đấy. Tuổi. Tuổi này. Ui, eo ơi. To dễ sợ luôn không ạ? Đúng quá, công nhìn này. Ui dồi. Không, phải cho cái hành động kiểu quăng dây ấy. Đây đây. Tèo 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 tèo. Chơi cái mode này kiểu nhân vật nó kiểu dạng chibi dễ thương vậy. Thôi đúng rồi. Chết rồi, lượm đạn nhanh như. Thằng nào vô nhà tôi à? Hết mẹ đạn rồi. Mỗi kiểu cây ska ăn được ngon đấy. Lên. Đầu này là vẫn chưa to lắm đâu anh em. Ủa này. To hơn nữa này. Đúng rồi. Vẫn chưa mắc đầu đâu. Đúng rồi. Nằm xuống. Ui hết đạn. Mày không sống ở đâu con trai. Con trai. Tuổi gì? Eo công nhìn đầu tôi này. Càng ngày nó càng to ra nhưng mà mắc cấp chưa nhỉ? Như là mắc cấp rồi. Quả đầu to dễ sợ. Đù. Anh đừng mà em thế em sợ. Đùa tao đấy à? Ui. Kìa. Người nghe mà nó ngay bên kia kìa. Đầu to quá đéo chạy được công ạ. À. Kiểu nó dễ bắn vào đầu ấy. Bộ mình cay cú rồi nhá. Hey, đây. Hồi sinh lên trên tháp mình chơi cho vui cơ ạ. Có hai người nghe của tôi trên này rồi. Nhưng mà không biết bọn địch nó có nhảy lên đây không. Tôi nhớ là có nhiều game công toàn nhảy lên trên tháp này kiểu chơi vui vãi. Đấy rồi đúng rồi. Quất nó đi, nó đang bò này. Chết chắc rồi em ạ. Sống làm sao được. Úi ôi. Thương dã man quá. Đúp ở trên bắn sướng ấy. Ô, sao để nó bắn ở kia? Ngáo à. Kìa. Ngồi con máu sợ thật ấy. Mày này, thấy chưa? Sợ quá cơ. Tôi thể trông cả đầu kiểu đếm nhịn thì cười ấy. Hài mất đi. Ô kìa, sao để nó ở đây? Đùa nhau à? Mày lại đùa anh em tôi rồi bạn ơi. Bạn đùa anh em tôi rồi. Kìa, thằng nào. Úi ôi, viên nữa. Thằng này là cho không kịp nhảy dù luôn. Chết thẳng cẳng không ạ. Úi ôi. Úi ôi, viên nữa nhá. Ôi, nó chết mất rồi. Tôi tính cho nó chết trên không luôn cơ mà. Láo này. Thôi. Bây giờ là anh hết đạn rồi nhá. Nhưng mà chú là chú. Xác qua nhà bà Định đi. Úi dồi ôi. Cái gì thế này? Láo à? Nhưng mà hết mẹ đạn giúp rồi cậu ạ. Thế vứt luôn cả súng thôi. Chán vãi, đang chơi hay. Như thằng đồng đội tôi lựa mất đạn đúng ấy. Cay cú thật sự. Nhưng mà bây giờ kiểu không xuống dưới thì làm sao mà ăn được bọn kia nhỉ? Chúng nó không nhảy đến trên nữa rồi. Xuống đi. Không chết chứ. Mong tôi không chết cậu ạ. Đủ má này. Tuổi. Ui. Chơi kiểu ẩu vậy. Giết đi. Giết nhanh lên. Cho cống mạng luôn anh em ạ. Giết đi. Để mình còn hồi sinh cái. Team mình hình như đang giữ top 1.32 kill sao. Ngon. Này ơ kìa. Người huynh đệ. Sao lại không giết tôi này. Đéo hiểu kiểu gì cậu. Nó đéo thèm giết tôi. Kiểu giết tôi bẩn tay ấy. Kìa, hai người anh em này. Đang còn này, giết tôi đi đúng. Mấy anh ơi, giết em đi, đừng để em. Rồi nhá. Bọn này. Các bạn thấy bảo chúng nó giết tôi hồi sinh ấy.
Xong rồi tôi chơi lại bọn này. Anh em yên tâm nhé, kể cả team squad tôi không vướng bọn này. Nhảy lên quả lều là chuẩn nhất cậu. Xong rồi đi rũ xuống nó, mày chết chắc rồi mấy đứa này. Ui chết rồi, để team nào lên 38 kill rồi. Nó thêm 2 kill nữa là win. Đủ. Mấy thằng kia còn đứng ở trên tháp làm cái mẹ gì nữa. Đéo hiểu kiểu gì luôn ấy. Trời ạ, làm quả adup. Adup này hơi khó nhai nha. Adup thì hơi bị khó nhai rồi. Kiểu bình thường mình chơi không quen lắm. Thua mẹ rồi. Vãi cả lìn. Đùa chứ. Mấy đứa này nó đứng ở trên xong rồi nó không bắn anh em ạ. Thôi. Bố mày chịu. Ôi. Anh em ơi, hôm nay thì các bạn là kẹo review đánh giá cái bộ trang phục qua cho anh em thì đẹp, giá rẻ. Thế nên là mọi người hãy vào trong cái vòng quay như ý và chơi thôi nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Yo, tạm biệt mọi người.